Rồi. Cái này không đấy, đĩa nữa đi. Nó ngắt phụ. Hai ngày tay hơn. Dạ. Nào ấy, vừa tắm rửa hết trơn. Ông kể chuyện gì cho tụi con nghe đó mà. Kể, biết chuyện gì không? Kể. Thông báo cho mọi người bây giờ là 1 giờ 10. Và mình với lại có ông với ông Bảy đang ở dưới đâu. Nhưng mà trước giờ cái lần nào ông đi ông Bảy đi bắt ếch nhái vậy gặp cái gì lại lại không? Ếch mài được 2-3 lần rồi đó. Mài được hả? Ừ, tôi được á. Ủa sao ông Bảy được? Có cái đạn lên đổ sợ đó. Đạn đổ đầu nè. Ông Bảy có thể kể cái chuyện vừa mai nhát không? Thì cũng bình thường thôi, có gì kể cho tụi con nghe quá. Đi gặp nó mình trưởng người ta thì đi biết tới là gặp biết nó rồi, gọi với dò biết nó rồi, được gọi dò thấy gì dò nó thấy dò đó hả? Dò đi học đất vậy hả? Biết nó rồi bắt đầu gượt. Biết nó là gượt à? Lâu chưa, cách đây lâu chưa? Đâu lâu không đâu, thì hôm đầu mùa này nè, hôm đúa 20 ngày. Giờ ngày hè nãy mình đi ra đó gượt 2 lần rồi đó. Ngày hè mà nó mới gượt đây nè, mới gượt con ma sau thì khoảng chừng nửa tháng nay rồi. Đi tới ngày bữa chanh nãy mình đi ra ha, ngày đầu đó ha, ngày đường quẹo vào mẫu đi đó, rồi gọi đèn, mở đèn sáng gọi thấy ủa chắc giờ trong bụng á, ủa chắc giờ là ai đi bận được trắng đấy kìa, gọi đèn kỹ bét rồi mày tới số rồi mày chứ không ai để cộng hết cái vừa bừa bọc câu xuống gượt. Rồi cũng chạy tạc gì nha chú mấy cái nhà bởi đó. Rồi biết rồi, biết nhỏ nó nhát rồi. Qua hiệp thứ hai thì bà già của thằng mà nãy mình đi đường đi ngang đi vô đó, tôi già hàng trước đó, chút khi về kỹ cho cây nhà đó, bà gặp tôi bà giờ bà ớn rồi, bà hết cái nhát rồi, được bà 2 lần đó, không phải ở đâu. Trời ơi, ma nào nhát rồi là ma tới số, là như nặng ông vía, sợ nó sợ bệnh sợ nó sợ mình. Nào ông vía là gặp là được thấy bùa nội nó chưa. Chứ còn cái đèn mình nổ đầu nó sợ cái đèn, gọi đèn rồi nó chá luôn, chá mặt nó chạy. Rồi ma mà gặp nó mà sững là chết, gặp nó có bóp bụng đi đại tới mình đừng gọi trên gọi dưới giò nó để người nhát nó đi dưới đất, những người ma nhát thì đi cao thì không bắt đi, đi gọi trên nên không có biết được, gọi dưới đất thì gọi chá dưới đất thì lụm nó ruột cái liền chạy. Có tiếng động không? Không ạ, à, nó chạy không có tiếng động, nó chạy chút xíu mất tiêu rồi, chạy khoảng chừng bằng cầu đầu ở đây, cái cầu mình là mất tiêu rồi đó, là biết nó rồi, chứ không phải không biết đâu. Nhưng mà trước đó ông Bảy sao cảm nhận được biết là ma? Biết chứ, biết liền rồi, thôi ví dụ giờ mình đi dắt này nè, phải không, dắt 21 hay giờ này nè, mình đi đường dắt giờ người ta đâu có đi đồng đâu, dân đường người chú quận đâu có đi đồng, rồi biết nó rồi, mà biết phải chú ý thì được, không chú ý là được. Nó gọi mình gọi nó áp lửa nổi này trời. Là mình gọi nó là nó quay mặt cái gì nè, đùm thấy cái lưng này, ví dụ thấy mặt nó thì sao dám đây, cái lưng thấy mình cái nó đàn này nè, gọi nó cá mặt nó quay vậy luôn, rồi bắt đầu nó quay lại là cái mình gọi giò nó mà hai người biết liền. Ốc ác không nổi được hả? Nổi gặp đó hết sợ rồi, gặp ngược nó là hết sợ rồi đó. Mà người, đó luôn người ta nói là khi mà mình gặp ma đó, mấy người ở trầm không gặp thường là sợ người mà ốc ác là mình nó nổi tóc mình nó dựng đứng có không? Không chắc tôi không có bị như đó rồi, có người tôi biết ra tôi không có rồi, tôi gặp là gọi đó, gặp là tôi biết rồi, chết với tôi đó, gục tôi tớ ổ luôn. Ở ngoài ngay chỗ khúc mình đi ra con ma nổi tiếng đó, nên mình mới đi ra đi hòa ra đó. Sao nổi tiếng hồi nãy đi ngang qua mấy cái mộ mà nó ác, mà dữ lắm, khúc nó mà dữ lắm, hồi giờ sẽ thấy im im. Hồi từ cuộc khai ma đó tới giờ là thấy im. Con nhỏ đồ trắng đó, thì nó cái nhà nó ở mấy bên đây học chút gì vậy kỹ rồi kìa. Vì cái nhà mình đi ra vô đường ngã đó, bà già của người đó đó. Là. Chết ông biết hả? Ông biết cái người đó hả? Biết rồi không? Chết sao? Rồi con nhỏ đồ trắng này tôi cũng biết. Ông kể tụi con nghe. Một người uống thuốc tự giận nè, nhỏ con gái nè. Rồi bà kia đi nạo thai còn miếng sót miếng thai trong bụng. Rồi chết thì chết. Mà chết nói chung hai bà đó, hai người đó linh thánh thần, nhát thánh thần. Rồi khúc lần này đó ha, bỏ đó là ông phản ngay miếng giường đó, là cái bà chị bà kia ha, thánh thần bà cũng nữa, với cái dắt giờ bà còn đó, bà còn nhát đấy. Mà sao đi bà không có nhát luôn. Bà đó cũng khoảng 60 tuổi rồi đó.
chỗ bảo bà đâu khá thánh thần, nhờ có cái am chỗ đó nó bà không nhát được cái am này. Mấy chú rất kêu biết cái am đó hả, nghe xe tải đầu nãy đó có cái am thờ trước đó, cái am nó dữ lắm trời, mà vô không được đó, lỡ tới cũng không được đó, kêu đó là kêu còn chim sái đó, chim sái lại càng hết, ông dữ lắm đó. Ông nói cai quản này, cai quản đây đó, mà rồi không dám vô, là bà tôi nói bà 60 tuổi nha, bà thấy con nít nó thèm lên liếm mà bà không dám lợi, bà trứng thịt nít mà bà ăn không lợi, bà không lợi đó, lợi gì được, bà nó binh binh của ông đó, ông chủ đó, ông ở am ấy được chép thì vậy, với nước linh nó mới sợ cái am nó linh dữ lắm rồi, hồ bắt là bắt đó, không phải chơi rồi là thề lơ mơ của chị chết đó, ông có đó hãy chị đâu còn hơn con đình với anh nữa, để thề là cái này kia đó rồi đó, vài bữa sau là chết liền, học máu chết liền, mới là bệnh, không bắt bệnh, bệnh chết rồi. Ông ấy kể là tụi con là có ba con ma. Khúc đó ba con ma đó, ông Trinh về mấy chú sáng hỏi thử biết liền. Vậy sao hồi lúc đầu ông Mỹ dẫn tụi con đi vô cái đường đó? Không thôi chứ, trời ơi, sợ gì, gặp tôi tới số chứ đừng đó. Hồi nãy dẫn từ nhà, từ chiếc ghe của ông Mỹ là đi qua đi cánh đồng này thì phải đi qua mấy cái phần mộ. Ừ, đi đường bên kia cũng được vậy, đường tống trở cũng vậy nè, là đi thôi sát nè, ta đi tới không ha, không thích. Cái vụ vừa có xảy ra như vậy rồi, đêm hôm đó đi cầm câu, nó nhổ câu đường này mắc đồ nó, không bao giờ đi đường nhà đông, không đi đâu, thật là đi vậy rồi. Những người mất đó mày, lâu chưa? Đó, trời ơi, cho vợ nó vậy, mấy chú không biết đâu. Chớ mẹ nó bậy bạ lớn, bây giờ tôi không có nói ai cho ai. Những người mất đó lâu chưa mày? Những cái người mất đó lâu chưa? Lâu lắm rồi, còn vậy đó. Bị chết quan rồi, cái bà già 60 tuổi lần này đó, thì bà cũng y gan luôn đó. Ông Trinh lúc đó rồi mấy chú về sáng hổ thử hết chỗ đó còn biết rồi. Hổ chứ về trời ở sau khánh ngày chỗ quán mấy chú ngủ lại ha, sáng hổ biết liền. Một người phụ nữ uống nước sâu. Ừ, nhỏ lắm mới, năm nay nó mới 25 tuổi. Mà ông lấy cốt thì dưới rồi nó còn vậy đó. Ở đâu, quê đâu? Quê dưới Mỹ Hiệp Sơn chứ. Dưới Sầu Sơn, dưới Hiệp Sơn là xã quê ở tỉnh Kiên Giang. Ông lấy cốt hôm bữa Tết lên dưới rồi đó, mà còn vậy đó. Quê gốc ở Kiên Giang hả? Ừ. Nhưng mà sao hay gặp chú để hù chú làm gì? Ai biết nó nhát mình mà tưởng mình sợ nó không, ai ngờ mình sợ mình chống cự rồi nó chạy. Dễ mà. Như đâu mấy con ma gặp tôi là ma xấu số với chú thiệt tình. Vậy là ông Bảy là khắc tinh của ma. Hả? Ông Kỳ. Ừ, làm theo kỹ biết ai cũng nói mà là mày sao dám gượt, nó mấy bà đi đây làm bộ mấy bà nhát đi ngu hơi nhát gắt mày gượt mày đập nó chết sao. Ổn tình sáng hỏi mấy bà rồi mấy bà nó cười. Ừ, mà có mấy chú nữa sợ nó lần biết không, vừa chú sợ thiệt mặt đi mà giàu sợ nó đó, mấy chú cứ bóp bụng đi chạy gượt ngay chân nó đi, chạy thí bụi nổi nó chừ chạy thí mộ chứ không có chống cự. Có lần nào mà ông chạm trán không? Ít lắm. Ở sao mình đậu cái đạn đầu này nó giống lời đạn. Tại vì khi mà ngày hôm nay tụi con đi theo ông Bảy á thì không xác định được cái hướng ra hướng vào. Tại vì ở giữa cánh đồng thì lúc nào xung quanh là đen như mực. Đó tôi thôi nè, cho mọi người coi nè. Yeah. Ngoài cái vùng sáng của hai anh em mình thì ở đây không thấy gì hết. Mà một giờ khuya. Thì thường thường mà đi một mình ban đêm á, sợ nhất là cái chuyện là tâm linh. Dẫn lối đi không xác định được đường đi. Rồi đó, nãy nói sợ cái đen giờ. Đừng để rõ hết, sợ cách xa mình còn đây đó, nó sợ cái mình ngồi mình chục vài thước, sợ chết. Đây có tấm chuối đó, nó sợ rồi đó. Nó lắm là gần mình đâu, gọi đèn rồi vậy, nó sợ rồi đó. Chán mắt nó sợ rồi đó. Những cái người mất đó, lúc đó ông Bảy biết không? Không biết. Có hai bà sao thì biết rồi. Cái bà 60 tuổi đúng không? Bà chết 60 tuổi mà còn nhát vậy. Đúng rồi, bị chết quan. Trời ơi, cũng khác rồi đó. Bà con dòng họ của băng đó không biết. Cái băng mà tôi nói hai người nhát băng đó không biết. Bà ăn bả đòi thịt nhất. Gọi là có ăn đào chín càng, dạ chín sái, chín bẹ càng, bà không dám lợi. Tờ mưa là bà kiếm chỗ mới tốn rồi đó. Chúng mình nói quá tò lỗi nha. Bà chú ba cầu cầu ế đó, chung dưới á. Rụng đầu quánh đắt được. Rồi hết cái mưa bà đi lên. Bà đạp đồng bà nói mà. Nhập người ta đó, bà nói. Hay là bà thèm đi sớm nít dữ lắm, bà ăn không được. Rồi đó sao được, rồi đó là băng cũng chính xác đè càng chết luôn, chết luôn.
rồi bay cá ba, hai cá ba này là hai cá ba nhỏ này nè, chưa đụng chuyển. Mình bà ở sao hè không mà bà chưa đụng mấy cái đó, bà đo ở sao hè rồi đó. Bây giờ mấy chú đi khơi khơi ra đi, giờ hai chú giờ kêu mấy chú biết thì cho mấy chú gì trước cái rồi chứ nè, mấy chú bị nhát thì che rồi chứ lạ đó, chơi liền đó hai con đó đó. Nhưng mà lúc nãy con với lại Phong có nhờ ông làm hộ mệnh mà, tụi con đi để sao thôi. Và mấy chú giờ đi về, đi về ngay đường đó đi, không bị không biết, không bị này không bị kia, làm cái này kia nhát à. Chứ không phải vậy đâu, mà tôi đường nó hài găm mà luộc nó lần hai lần nó hết chấm nhát rồi. Thôi vậy lát nữa dẫn con chứ Phong đi đường khác. Không á, thôi đó, tôi đi rồi nó đừng sợ. Anh ngồi hút hết điếu thuốc chứ không phải. Thôi đi lai gai đi, còn đâu câu xa, còn hơi xa. Thôi đi thôi. Đi đường là bình thường rồi ha, đấy rồi. Rồi, tụi mình sẽ tiếp tục hành trình đi. Sau một thời gian kết chuyện thì anh em cũng lại ấn ấn. Thế chứ, Phong mấy chú không tin đi rồi, tôi để mấy chú đi vô đường đó đi, rồi mấy chú biết liền, lạ lại, chơi liền đó, không thấy vậy đâu. Thật ra thì ông Bảy là người chính chuyến và là người đã gặp. Nó muốn về, mấy chú tôi đứng ngoài này á, rồi mấy chú đi vô đường đó đi. Tôi đứng ngồi đi vô, rồi mấy chú rồi biết cái cảnh đó chú rồi. Kể bây giờ tự nhiên muốn nổi da gà. Cho con uống miếng giá đó. Cái này nè, cái tại này bên trời mới nữa.